Với việc giao dịch ở mức dao động từ 500 đến 510 đô la Mỹ một tấn, gạo Việt Nam đã đạt kỷ lục mới về giá xuất khẩu trong 2 năm gần đây. Từ tín hiệu tích cực này, giá thu mua lúa tại đồng bằng sông Cửu Long liên tục tăng trong những ngày qua. Tại tỉnh Hậu Giang, thương nhân đến tận ruộng đặt cọc thu mua lúa tươi với giá từ 6.600 đồng đến 6.800 đồng một kg, tăng từ 300 đến 400 đồng một kg so với tháng 6. Giống lúa OM18 tăng mạnh nhất từ 6.300 đồng, nay tăng lên 6.700 đồng một kg. Đến nay, toàn tỉnh Hậu Giang thu hoạch hơn 21.000 hecta lúa hẻ thu. Dự báo mức giá này còn có khả năng tăng do thị trường xuất khẩu khởi sắc.